Chào các bác làm bonsai. Đây là cái bộ kìm tỉa nhật. Thì hôm nay em sẽ chi tiết để các bác nhà mình được tham khảo bộ tỉa nhật mới nhé. Đây, nó được làm trong một chiếc vỏ như thế này. Một cái bộ này thì nó có 3 chiếc. Đang được làm lên một cái cây sung mà em uốn rất là đẹp nhé. Đây các bác này. Thì trong này thì đây là một chiếc tỉa đầu tiên này, em bỏ chiếc tỉa ra để các bác được tham khảo cái mẫu cao cấp này, chiếc kìm mới nhé. Đây là cái mẫu tỉa nhật cao cấp này. Ở một cái dòng này thì nó có 3 chiếc và đây là những chiếc 20 cm. Đây là chiếc đầu tiên này, chiếc tỉa nhé, kìm đúc thép khối, thép đúc nguyên khối, dòng kìm nhật cao cấp. Với cái dòng này thì em cũng nói luôn giá trị của nó rất chi là cao nhé, nó dưới 2 triệu. Đây các bác này, với cái sản phẩm này mà các bác dùng để làm bonsai, làm cây cảnh, làm quà tặng thì thật sự là rất chi là ok. Một cái mặt hàng cao cấp made in Japan này, hàng Nhật chính hiệu nhé. Thì đây là một bộ 3 với 2 cái kìm cắt, thì mỗi một cái kìm sẽ được theo một chiếc lò xo để tặng theo các bác. Còn với cái kìm bấm thì sẽ không có lò xo đi theo nhé. Với cái dòng này thì thật sự là cẩn thận. Đây, đây là 2 cái dòng kìm cắt này. Một bộ 3 20 cm, một cái dòng cao cấp như các bác nhìn thì thấy cái chất thép của nó đây. Cái thép của nó cứ lì ra. Hàng thực sự rất là chuẩn nhé. Made in Japan này. Đấy, đây là cái hàng dòng kéo nhật, kìm nhật. Thì là một cơ sở bên em cung cấp tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh. Các bác có thể quan tâm, ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những cái video về những cái sản phẩm tốt và mới nhất. Thì đây là một bộ đen nhé. Với cái dòng sản phẩm nhật thì bên em có đầy đủ từ cưa, từ những cái mẫu kéo to đến cái mẫu kéo 24, 27, bên em đều có nhé. Thì mỗi một cái video thì em sẽ chi tiết một cái sản phẩm để các bác quan sát cho nó thật rõ, chi tiết. Đây này, kéo nhật xịn made in Japan, cái chất thép như các bác nhìn đây, một cái hình ảnh thực sự luôn. Đây, hàng rất chi là chuẩn nhé. Đây là mặt bên của chiếc kéo nhật này, nó đều có chữ ở trên sản phẩm hết, chữ chìm này. Đấy, và chất thép của nó thì như các bác nhìn thực tế đây. Đấy, một cái dòng cao cấp chất lượng nhé. Một bộ 3 gồm có 3 chiếc và đi theo 2 chiếc lò xo, hàng Nhật, kể cả lò xo cũng hàng Nhật nhé. Đây là một bộ 3 này. Nếu như các bác mà làm quà tặng cho các cao nhân rồi chơi đồ bonsai ấy, thì đúng là một món quà có ý nghĩa và sâu sắc. Đây các bác này. Đấy. Thì bên em có đủ các kích cỡ, có đủ mẫu về đồ Nhật. Các bác mà tham khảo cưa nhé, bên em cưa Nhật cũng có. Thì đây là một cái dòng thép đúc này, hàng Nhật này, hàng Nhật chính hãng luôn này các bác này. Sự ngắm như này nó đẹp lắm. Nếu như các bác mà cầm để dùng, vừa là để siêu tầm, thì thực sự nó rất chi là ý nghĩa. Đấy, chỉ ngắm thôi cũng thấy nó rất chi là đẹp rồi, chưa nói đến cái về cái độ sắc bén. Thì cái dòng thép này thì các bác không phải nghĩ, dùng cái này không sợ dùng mãi nhá, không phải đau mài, bởi vì cái thép của nó chai ra đây này các bác này, thép cực kỳ là tốt đấy. Dòng kéo nhật nhá, nếu như các bác cao nhân mà đã dùng những đồ nhật này rồi thì chắc chắn bác nào cũng biết đấy. Thì các bác mà đang cần những cái dòng cao cấp như thế này thì hãy liên hệ tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Là một đầu số em chuyên tư vấn các bác về tất cả những cái dòng kìm kéo cưa, những cái đồ cao cấp đến đồ bình dân. Nhưng mà với những cái mặt hàng bên em mà cung cấp cho các bác thì các bác yên tâm nhá, hàng cực chất lượng. Đấy, kể cả hàng bình dân cũng chất lượng, rất chi là nhiều mẫu mã đa dạng đối với bên shop em. Vâng, thì em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn các bác một cái video sau sẽ về một cái mặt hàng khác, về đồ nhật khác. Chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ạ.